có những cái bản tin chúng tôi muốn cập nhật bởi vì ngày hôm qua có những cái tin về án mạng vân vân bắt cóc. Dạ. Yeah. Thì chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ buổi sáng mình loan tin hmm. thì đến chiều buổi chiều là những cái tin tức này nó được giải mật hết tất cả luôn. À tin buồn, tin vui có thưa quý vị, thứ nhất đó là tin liên quan đến bé gái 10 tuổi ở Wisconsin em Lily Peters. Hmm. và nhìn thấy cái bản tin này mình đau lòng kinh hoàng luôn một bé gái tuổi xuân xanh tuổi thơ của em vui vẻ em đến thăm người gì tức là em của bố <laughs> gần nhà thôi cách nhà có mấy cây số à và trong một cái làng ở before uh, nơi mà uh, giáp danh với lại minnesota ở wisconsin thì theo bản tin ghi nhận bố của em 9 giờ tối bởi vì cái giờ đó là tối thui rồi mà con thì đã dặn con rồi con 5-6 giờ là về để mà nó đạp xe đạp nữa chẳng ai đưa đón gì cũng gần quá thì con nó hay đạp xe đạp để đến nhà bà dì chơi thì con nó đi xong rồi hẹn đến giờ về mà chờ hoài không thấy về gọi điện thoại đến cho người em gái thì em gái nó hôm nó về lâu rồi Thế là ông sợ quá, 9 giờ tối ông gọi cảnh sát Mà trong trường hợp này á, vì cái, cái, cái việc mà nó xảy ra nó quá nhanh chóng đi Cho nên cảnh sát phải nhảy vào ngay lập tức Bình thường đó họ nói ô chờ 24 tiếng Nhưng mà trong trường hợp này không Họ nói rằng nó xảy ra trong một cái ngôi làng Ai cũng biết ai hết Cho nên cái việc mà cảnh sát mở cuộc điều tra đó là họ hỏi ngay trong thời gian qua bé gái này có chuyện gì với mấy đứa học sinh trong trường hay không họ liên lạc ngay lập tức toàn bộ nhà trường parkview của wisconsin thì tất cả mọi người đều nói có một thằng bé bây giờ cảnh sát bởi vì nó um, tuổi nó còn nhỏ quá cho nên cảnh sát không tiết lộ tuổi và tên nữa và thằng bé nó sống gần nhà bà gì cách đó có mấy căn hay sao thì cảnh sát ngay lập tức tới và chiều hôm qua họ đã bắt được và họ nói rằng họ đã bắt được một thiếu niên không tiết lộ tên và tuổi liên can đến cái chết của bé gái này cảnh sát nói là họ đã thực hiện cái cuộc thẩm vấn biết được nhiều chi tiết nhưng mà họ chưa cái tiết lộ để hoàn thành cái hồ sơ này để tìm hiểu xem động lực nhị gì mà chắc vì lý do là giận nhau như thế nào đó thù hằn như thế nào đó mà thằng bé này nó theo chân bé gái 10 tuổi này trong nó ghê lắm nó chờ đến một khu rừng vắng vẻ không có ai hết lúc đó mới ra tay và cảnh sát cho biết đó là cả hai đứa đều biết nhau hết học chung một trường luôn nữa cho nên cái chết này ông bố ngày hôm qua thì khi mà cảnh sát tìm thấy thi thể đó họ báo cho biết là ngay lập tức họ mở cái cuộc điều tra cho nên ít nhất thì uh, gia đình cũng biết được ai là người đã ra tay và họ nói uh, cảnh sát họ nói họ khoanh vòng khoanh cái vùng á điều tra cũng nhanh lắm. Bởi vì cái khu vực này ai cũng biết ai cả và cũng không có ai ở xa tới để mà uh, theo dõi bé gái hay là tìm cách hãm hại bé gái cả mà phải là bàn tay của những người biết uh, bên trong gia đình này thì uh, ngày hôm nay tội nghiệp lắm ở phía trước trường đó thưa quý vị mấy đứa bạn của Lily Peters tụi nó đau khổ tụi nó bị con nít mà nó chấn động mới hôm trước còn gặp nhau hẹn hò đi nói chuyện nghĩa là đi học đi thư viện với nhau hôm nay không còn nữa họ đã mang vòng hoa gấu bông bóng rồi cài những cái nơ tím để tưởng nhớ đến bé Lily thấy quá là tội